cái trống CNC mới về nè. Đó, ba màu rất là đẹp nha mọi người. Nó quay nghiêng lên vậy nè. À. Rất là đẹp nha mọi người. Mọi người cà nó sẽ không bị chảy. Cái này là chất liệu bằng nhôm anode á, nên nó rất là bền nha mọi người. Ở đây nó có cái ký hiệu nè, nó có thể gắn được SH nè, Vario, SH Vario nè, trừ xe Vespa với Exciter 100, Exciter ra là xe nào gắn cũng được nha mọi người, tin quay gì gắn cũng được nha. Mọi người đi mua một cái nha, rất là ok. Hàng mới về nè, CNC rất là đẹp nha. Bây giờ để không chống bị riêng lên. Đó, đẹp chưa? Rất là chắc chắn mà không có sợ bị chảy nha mọi người. Có cái này gạt lên cũng dễ nè. Đó, ok nha, cảm ơn mọi người. Anh em nào mà cần mua sỉ thì post ngay cho shop nha. Hàng rất là nhiều, đợt này về rất là nhiều vai đẹp. Mẫu chống xiên xi, cạ gõ thì không có chảy, sợ chảy nha mọi người. Đó.